qua bài học hôm nay á, các em cần phải đạt được ba mục tiêu. Thứ nhất là nêu được tác dụng của nhóm Glyco và Tinguet. Thứ hai là trình bày được một số chỉ định của nhóm Glyco và Tinguet trên năm này. Và thứ ba là phân tích các nguyên tắc nhằm đảm bảo sử dụng nhóm Glyco và Tinguet hợp lý và an toàn trong điều trị. Cái nhóm Glyco và Tinguet đó là trong học phần 10 ký đó, em đã học rồi. Và cái bài học môn võ cẩn thận đó, thì cái nhóm thuốc này á được chỉ định rất là nhiều bệnh, được chỉ định sử dụng để điều trị rất là nhiều bệnh. Thì bên cạnh cái tác dụng có lợi đó, bên cạnh cái tác dụng có lợi đó, thì cái thuốc này đó cũng có rất là nhiều cái tác dụng phụ. Cho nên khi sử dụng cái nhóm thuốc này đó, thì luôn luôn người ta sẽ cân nhắc giữa cái tác dụng có lợi và cái tác dụng không mong muốn của thuốc. Và luôn luôn mình cân nhắc, mình sẽ lựa chọn khi nào mà cái tác dụng có lợi á nó lớn hơn cái tác dụng phụ mình phải chịu đó, thì mình mới lựa chọn sử dụng. Cho nên khi mà sử dụng nhóm Glyco hoặc Tinguet á, luôn luôn người ta sẽ nói là mình cân nhắc sử dụng. Và để sử dụng cái nhóm thuốc này cho hiệu quả đó, thì người ta đưa ra những cái nguyên tắc, đưa ra những cái nguyên tắc chung để mình sử dụng cho an toàn, cho hợp lý, và để có thể mình áp dụng những cái nguyên tắc này một cách hiệu quả thì em phải hiểu, mình phải phân tích, phải hiểu rõ tại sao người ta đưa ra những cái nguyên tắc đó. Cái nhóm Glyco hoặc Tinguet á, thì cái nhóm thuốc này mình còn gọi tắt là hoặc Tinguet. Thì cái thuốc này á có ba cái tác dụng chính là tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và thiết chế miễn dịch. Đây là ba cái tác dụng chính mà người ta sử dụng trên lâm sàng. Thì ngoài ba cái tác dụng chính này đó, thì hoặc Tinguet còn được sử dụng với những cái mục đích khác, như là điều trị suy võ tượng thận cấp, suy võ tượng thận mạng, bệnh tăng sản võ tượng thận bẩm sinh, hoặc là người ta sử dụng gọi là chỉ định thuốc sinh để giúp tượng thận cơ quan thai nhi. Thì khi mà sử dụng cái nhóm thuốc này thì mấy em lưu ý nha, thì cái Glyco hoặc Tinguet là một con hoặc bôn được sản xuất ở phần vỏ thượng thận, được sản xuất ở vỏ thượng thận, và ở trong cơ thể thì nó được cái chất sản xuất theo cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận. Thì cái nhóm Glyco hoặc Tinguet này á, nó được cái chất sản xuất bởi cái nhịp gọi là cái nhịp sinh lý á, nhịp ngày đêm á. Và nó được kích thích bởi những cái stress, như là cái stress về sinh lý, cái stress về thần thể, và những trường hợp bị sốt, bị hạ đường huyết hay là hạ huyết áp á. Thì những yếu tố này nó sẽ tác động lên cái chất dẫn truyền thần kinh, nó tác động lên vùng dưới đầu, kích thích sản xuất ra hormone CRH. Cái hormone này đó nó sẽ tác động lên kỳ trước của tuyến yên, kích thích sản xuất cái ACTH tác động lên vỏ thượng thận, kích thích sản xuất ra cortisol. Cortisol nó thuộc nhóm Glyco hoặc Tinguet. Và cái cortisol này khi mà nó tăng tới một mức độ nào đó thì nó sẽ tiết tác lên vùng hạ đồi bên tuyến yên để ức chế không có sản xuất ACTH nữa. Thì cái cơ chế này gọi là cơ chế tích cách âm, nhằm mà để điều chỉnh cái nhóm Glyco hoặc Tinguet này để nó sản xuất ra theo cái nhu cầu sinh lý trong cơ thể, nó không bị tăng quá mức hoặc là nó không bị giảm quá mức. Và khi mà mình điều trị á, mình điều trị thuốc á,
mình đưa thuốc từ một cái bên ngoài vào, đưa cái nhóm glucose lọc tay quýt này từ ở phía bên ngoài vào, và mình sử dụng cái liều điều trị đó, cái liều đấy nó có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch đó, thì nó sẽ cao hơn cái liều sinh lý, cho nên nó sẽ là tác động, nó sẽ ức chế lên cái vùng hạ đầu bên tuyến tim để ngưng không có tiết ACTH nữa. Và trong những cái trường hợp mình là điều trị ngắn ngày đó thì nó bị ức chế không sao, khi mà mình ngưng rồi á thì cái vỏ tự thận này á nó vẫn hoạt động trở lại, nó vẫn sản xuất ra cortisol thì vẫn là bình thường. Nhưng mà trong những cái trường hợp mình điều trị kéo dài đó, có những cái bệnh lý ức chế miễn dịch đó, thì người ta có thể sử dụng nhiều tuần nhiều tháng ha. Khi mình sử dụng kéo dài vậy đó thì nó tất nhiên nó sẽ ngưng, nó không tiết ACTH nữa, và cái vỏ thượng thận lâu ngày không chịu sự kích thích của ACTH thì nó sẽ bị teo lại ha, nó sẽ bị teo lại và nó không có khả năng sản xuất cortisol. Trong trường hợp mà mình còn nhiều vị thuốc, mình đưa thuốc từ bên ngoài vào đó, mặc dầu cái vỏ thượng thận này nó không có sản xuất được cortisol, nhưng mà có thuốc đưa từ bên ngoài vào đó, mình sẽ không thấy biểu hiện thiếu cái thuốc này. Và khi mình điều trị bệnh ổn định rồi đó, mình ngưng thuốc ha, mình ngưng thuốc, và lúc này mà cái vỏ thượng thận nó chưa hoạt động trở lại, nó không có sản xuất được cortisol, thì nó sẽ gây ra tình trạng suy vỏ thượng thận cấp ha, nó sẽ gây ra tình trạng suy vỏ thượng thận cấp đó. Cho nên cái nhóm thuốc này khi mà sử dụng điều trị kéo dài thì nên để lưu ý ngay cái tác dụng này ha. Cái suy vỏ thượng thận cấp đó, nó là một cấp cứu nội khoa, nó biểu hiện như thế nào thì nên hết cái suy vỏ thượng thận cấp thì cái nhóm glucose lọc tim quýt này nó sẽ là duy trì, nó có tác dụng gì ở trong cơ thể, cái duy trì huyết áp này, cho nên thiếu đó mình sẽ bị tụt huyết áp điều trị mà, rồi nó duy trì đường huyết nè, thiếu đó mình sẽ bị hạ đường huyết, nó duy trì cái sự hàn định của chất điện giải là natri kali nè, thiếu đó thì sẽ rối loạn điện giải, ha, rối loạn điện giải bị mất nước, nó tăng trưởng natri lại nó bị nước, cho nên thiếu đó thì nó sẽ bị mất nước, ha, cho nên khi mà điều trị kéo dài thì em lưu ý cái tình trạng ức chế của hạ đầu cái viên tuyến thượng thận. Chỉ định sử dụng corticoid. Chỉ định sử dụng corticoid thì có chỉ định sử dụng liều sinh lý. Liều sinh lý là liều thay thế đó. Tức là vì một lý do nào đó mà ở trong cơ thể của mình á, cái vỏ thượng thận nó không sản xuất ra được cái nhóm thuốc này, thì mình sẽ đưa vô để được đưa vô gọi là liều thay thế, để thay thế cái lượng cái liều sinh lý trong cơ thể đó, thì cái liều thay thế này á nó sẽ bằng cái cortisol sản xuất ra trong cơ thể đó, thì cái chất chính sản xuất ra ở cái vùng khó của tuyến thượng thận đó là gì, là hydrocortisol ha, là hydrocortisol. Thì cái liều sinh lý của hydrocortisol là bao nhiêu, nó nằm trong cái giới hạn khoảng 15 cho tới 30 mg hydrocortisol, có liều sinh lý trong này ha. Thì mình sẽ điều trị đó là mình sẽ liều sinh lý này mình sẽ tương đương với cái hydrocortisol trong khoảng cái liều đó ha. Thì sử dụng dùng liều sinh lý để sử dụng trong trường hợp suy vỏ thượng thận mạn và bệnh tan sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Giờ mình nói về cái suy vỏ thượng thận mạn nha. Suy vỏ thượng thận mạn thì để nói về cái suy vỏ thượng thận này thì cô nhắc lại một chút xíu về cái hormone sản xuất ở ở vỏ thượng thận để cho em chú ý nha. Đối với cái buồng cầu này, cái buồng này thì sản xuất ra cái nhóm mineralocorticoid, tức là corticoid tham gia chuyển hóa chất khoáng trong cơ thể, và cái chất đại diện là anosteron. Và cái anosteron này nó được điều hòa chủ yếu bởi hệ adenosine,
cái hormone của ruột bó, ruột nướng. Cái ruột bó này là nó sản xuất ra nhóm glucose và corticoid, và cái chất đại diện quan trọng nhất là chino và cortisone. Và cái ruột nướng này là ruột sản xuất ra nhóm androgen, tức là hormone sinh dục nam đó. Thì hai cái vùng này được sự điều hòa của ACTH. ACTH là cái hormone của tiền trước tiên đó, gọi là hormone tiến hóa thượng thận. Khi thiếu ACTH thì hai cái vùng này á nó sẽ bị teo lại và nó mất chức năng sản xuất hormone. Còn nếu mà vừa ACTH á, thì hai cái vùng này sẽ bị lại, sẽ tăng sinh lên và nó tăng ra sản xuất cho hormone. Em nhớ nè, cái vùng bó là vùng lưới, là hai cái vùng này chịu sự và điều hòa sản xuất của ACTH ha. Suy hóa thượng thận thì có suy hóa thượng thận thứ phát và suy hóa thượng thận nguyên phát. Suy hóa thượng thận thứ phát là cái tình trạng tổn thương ở vùng hạ đầu vì một lý do nào đó, ở cái vùng hạ đầu không có sản xuất ra được hormone CRH, hoặc là tổn thương ở tuyến yên. Vì lý do nào đó, tuy nhiên không có sản xuất ra được ACTH, hoặc là cái suy hóa thượng thận thứ phát này á, thì nó ảnh hưởng đó, là nó làm thiếu ACTH. Tôi ví dụ như những cái bệnh lý ở cái vùng hạ đầu này, thì lý do nào đó mà nó không có sản xuất được CRH thì nó cũng không sản xuất được ACTH. Hoặc là những cái tổn thương ở cái tuyến yên này, vì lý do nào đó nó sẽ không sản xuất được ACTH. Thì suy hóa thượng thận thứ phát nó sẽ liên quan tới ACTH. Và một trường hợp nữa là trong điều trị, em điều trị em đưa bọc tinh huyết từ bên ngoài vào, nó tiếp tác lên vùng hạ đầu tuyến yên không, thì nó cũng làm giảm ACTH. Thì cái suy hóa thượng thận mạng mà do sử dụng bọc tinh huyết nó vẫn là suy hóa thượng thận mạng thứ phát ha. Còn suy hóa thượng thận nguyên phát là cái tổn thương ở vỏ thượng thận này, vì lý do nào đó cái vỏ thượng thận nó sẽ không có sản xuất ra được hydro và cortisone ha, nó không có sản xuất ra được hydro và cortisone. Và cái bia là suy vỏ thượng thận nguyên phát nè, tức là tổn thương ở vỏ thượng thận, thì mấy em biết là cái tổn thương ở vỏ thượng thận thì vỏ thượng thận sản xuất ra mấy nhóm hormone? Mấy? Ba nhóm đó. Nhóm mineralocorticoid tức đại diện là aldosterone, nhóm glucocorticoid tức đại diện là glucocorticoid, và cái nhóm androgen và hormone sinh dục nam. Cho nên suy hóa thượng thận nguyên phát này thì nó thiếu ba nhóm hormone, thiếu nhóm mineralocorticoid, thiếu nhóm glucocorticoid và thiếu androgen. Và cái suy hóa thượng thận nguyên phát này thì sao? Do nó thiếu cái nhóm glucocorticoid này, cho nên nó xuất phát lên nguồn hạ đầu tuyến yên, nó làm tăng ACTH. Còn cái suy hóa thượng thận thứ phát nè, là nó chỉ ảnh hưởng tới ACTH, nó thiếu ACTH. Bộ bảy ACTH giảm. Và nếu em nhớ ACTH thì nó ảnh hưởng tới cái vùng nào của bỏ thì vùng bó, vùng nước là cái vùng mà sản xuất ra nhóm glucose hoặc corticoid và androgen, cho nó không có ảnh hưởng tới cái nhóm mineralo hoặc corticoid. Cho nên thường á, suy bỏ thượng thận thứ phát á, cái rối loạn điện giải nó ít hơn là suy bỏ thượng thận nguyên phát. Tại suy bỏ thượng thận nguyên phát có thiếu cái nhóm mineralocorticoid, cho nên thường thì nó sẽ rối loạn điện giải nhiều hơn. Cho nên suy hóa thượng thận thứ phát, suy hóa thượng thận thứ phát là gì? Là thiếu ACTH. Do cái ACTH nó giảm, cho nên nó sẽ thiếu hai cái nhóm hormone là nhóm glucocorticoid và nhóm androgen. Nó sẽ không ảnh hưởng tới nhóm mineralocorticoid.
cho nên khi điều trị á thì mình sẽ không sử dụng cái giống là mineralo corticoid, mà mình chỉ sử dụng cái giống glucose corticoid và sử dụng cái liều sinh lý. Vậy tại sao nó cũng thiếu androgen nhưng mà người ta không đề cập ở đây ha? Tại vì á, androgen là hormone sinh dục nam. Đối với trong cơ thể người nam đó thì cái androgen nó có sản xuất nhiều ở tinh hoàn, cho nên ở cái vỏ tụng thận này á, ở trên người nam á, nếu mà thiếu androgen này á, còn nó cũng không có biểu hiện ha, nó không có biểu hiện. Còn ở trên người nữ thì cái androgen này ngoài sản xuất ở vỏ tụng thận thì nó còn sản xuất ở đâu nữa nha em? Học sinh lý rồi đó. Trên người nữ cái hormone sinh dục nam đó ngoài sản xuất ở vỏ tụng thận đó, nó còn sản xuất ở đâu? Nó còn sản xuất ở buồng trứng á, nó còn sản xuất ở buồng trứng nữa ha. Cho nên thường á cái thiếu androgen này á ít có biểu hiện ha, ít có biểu hiện thiếu androgen, cho nên còn điều trị thay thế mình không có đưa vô để điều trị. Nhưng mà có một số người á, nếu mà người ta có biểu hiện thiếu androgen này thì theo mấy em á, em nghĩ là nam hay là nữ thì dễ biểu hiện thiếu androgen này hơn. Em nghĩ là nam hay là nữ là cái người nào mà dễ biểu hiện thiếu không? Nữ dễ biểu hiện thiếu hơn là nam, tại vì ở nam, ở trên người nam á, mặc dù cái nhu cầu ở cơ thể của người nam á là cần nhiều androgen hơn, cần nhiều hormone sinh dục nam hơn, nhưng là cái hoạt động đó của tinh hoàn nó sản xuất là chủ yếu, cho nên này thiếu là nó không đáng kể. Cái lúc đó thì tinh hoàn nó sẽ không hoạt động, cho nên nó sẽ không có biểu hiện thiếu. Còn ở trên người nữ, có một số người thì nó sẽ biểu hiện thiếu cái androgen nào. Thiếu thì nó biểu hiện sao? Ta gọi là giảm khí sắc á. Thì khi thường nó thì ở những người nữ đó, khi mà cái hoạt động cái androgen là bình thường thì người ta cái hoạt động của người ta dễ thúc đẩy trong mọi các hoạt động á. Còn đối với khi mà thiếu cái androgen này thì người nữ sẽ giảm khí sắc, bị trầm xuống. Nếu mà những người mà có cái biểu hiện đó thì người ta mới tin vô điều trị, còn không thôi. Cho nên suy vỏ tụng thận thứ phát thì người ta sẽ đưa nhóm thời lưu vô hoặc tiên huyết ở liều sinh lý và sử dụng điều trị. Khi mà nó còn cái tình trạng thiếu hormone này thì mình còn đưa vô cái liều sinh lý. Và nên nhớ hormone này á, nó sẽ tăng sản xuất khi mà bị stress. Nó sẽ tăng sản xuất khi bị stress. Cho nên khi mình sử dụng để điều trị thay thế này, khi mình sử dụng liều sinh lý, khi mà bệnh nhân bị stress thì mình sẽ tăng liều để chống stress. Còn suy vỏ tụng thận nguyên phát, ví dụ như bệnh nhân sinh là suy vỏ tụng thận nguyên phát thì thường là nó có acid nó tăng và thiếu cả ba nhóm hormone là nhóm mineralocorticoid, nhóm glucocorticoid và nhóm androgen. Thì cái suy vỏ tụng thận nguyên phát này thì mẹ cũng phải sử dụng glucocorticoid ở liều sinh lý. Còn cái nhóm mineralocorticoid này mình phải sử dụng, tại vì á cái nhóm đa phần á là mình phải sử dụng cái nhóm mineralocorticoid này là nó để duy trì cái điện giải. Cái tác dụng ở trên điện giải của nhóm glucocorticoid phải phối hợp thêm với cái nhóm là mineralocorticoid để cân bằng nước và chất điện giải là natri và kali. Và cái nhóm điều trị suy vỏ tụng thận nguyên phát cũng vậy, và mình phải tăng liều nhóm glucocorticoid khi mà bệnh nhân bị stress ha, bị stress như là những triệu chứng hoặc là bị nhiễm trùng ha, thì
mình phải tăng liều để chống stress. À, cho nên mấy em nhớ nè, trong suy bỏ thượng hậu, cả suy bỏ thượng hậu là nguyên phát và tứ phát, mình đều phải sử dụng cái nhóm Nico hoặc tê quý. Mình nói tới nhóm này, nhóm Nico hoặc tê quý và dùng ở liều sinh lý. Và khi mà dùng ở liều sinh lý và dùng theo nhịp sinh lý nha, theo nhịp sinh lý là sao? Nhiều buổi người nữa, thường ta sử dụng liều sinh lý 2/3 liều cho buổi sáng, 1/3 liều cho buổi chiều, ha. Và sử dụng nếu mà cái bệnh này nó bị suốt đời thì sử dụng suốt đời và phải tăng liều khi mà bị stress. Cái bệnh thứ hai cũng sử dụng liều sinh lý nữa là bệnh tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh. Cái bệnh này nghe đã từng nghe nói chưa? Em bỏ sản. Em thấy đó, em bé mà sinh ra trong năm ngày tuổi, những em bé mà nó có nguy cơ cao về mắc những bệnh về di truyền thì người ta thử máu mất tinh để tầm soát tốt về bệnh di truyền, thì bệnh này cũng là một trong những cái bệnh mà người ta hay tầm soát ở trẻ em khoảng 5 ngày tuổi và nó có nguy cơ rối loạn về di truyền ha. Thì cái để giải thích cho mình tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh nè, ba nhóm hormone được sản xuất ra ở bỏ thượng thận nè là androgen nè, chúng ta cộng tinon nè, tức là hydro cộng tinon và testosterone là androgen nè. Ba cái nhóm hormone này được sản xuất từ cái nguyên liệu ban đầu là cholesterol. Ha, qua nhiều cái phản ứng hóa học thì nó sẽ tạo ra ba cái nhóm hormone này. Thì cái bệnh tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh là bệnh đột biến gen. Bệnh nhân sẽ bị thiếu một cái đoạn gen mà để tạo ra cái enzyme tổng hợp của hormone bỏ thượng thận. Nó có thể thiếu bất kỳ cái đoạn gen nào để tổng hợp những enzyme này. Và người ta thấy là hơn 80% là nó thiếu cái enzyme 21-hydroxylase. Hơn 80% là nó thiếu cái enzyme này. Và khi mà thiếu cái enzyme này đó thì nó sẽ không có tạo được cái cortisol. Thiếu cái enzyme này thì nó đâu có tạo ra được cortisol. Và cortisol giảm thì nó sẽ làm sao? Theo cái cơ chế feedback âm đó thì nó sẽ sao, nó tác động lên sao? Bên vùng hạ đầu tuyến yên nó làm tăng cái gì? Tăng ACTH. Nó làm tăng ACTH. Và ACTH thì tác động lên cái vùng nào của vỏ thượng thận, vùng bó và vùng lưới, cái vùng sản xuất ra cortisol này, cái vùng sản xuất ra testosterone này. Cho nó làm tăng ACTH. Tăng ACTH có thể quá trình tổng hợp hormone này nó sẽ tăng lên nè. Tăng lên tới chỗ này. Nhánh này nó không xuống xuống đây thì nó sẽ đi qua cái nhánh bên này. Đi qua cái nhánh bên này thì nó sẽ làm tăng cái testosterone. Testosterone là gì? Hormone sinh dục nam. Thì nó sẽ nếu mà ở người bé gái thì nó sẽ bị nam hóa. Nó bị chậm lông, nó bị thoái đầu, giọng nói nó bị chậm. Hay còn ở nữ ở nó là ở nữ, còn ở nam thì sao? Nó sẽ bị dậy chuyển số. Hay nó sẽ bị dậy chuyển số. Và cái tình trạng tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh này thì mình gọi là tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh thể nam hóa. Tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh thể nam hóa nó có nhiều thể, nó có thể nếu mà nó ở cái nhánh bên đây thì nó có thể mất nước, mất muối nước. Và thường thì mình hay gặp cái tăng sản bỏ thượng thận bẩm sinh thể nam hóa. Vậy thì cái trường hợp này mình điều trị như thế nào? Điều trị như thế nào? Chắc chắn là mình phải đưa cái này vô nè, giống như vô một cái quyết vô nè. Tại vì nếu nó kéo dài thì nó cũng sẽ dẫn tới suy bỏ thượng thận, bạn người suy bỏ thượng thận cấp. Rồi hơn nữa là gì nữa, mình sẽ đưa vô để nó kích thích lên, nó làm giảm ACTH. Nó làm giảm ACTH thì nó sẽ giảm cái androgen này. Rồi mình cũng phải điều trị suốt đời. Thì cái cơ chế là điều trị
tăng sản nhỏ từng hạt bẩm sinh. Và thì cái cách sử dụng thuốc đó, là mình cũng sử dụng liều sinh lý, nhưng mà cái cách uống thuốc thì nó hơi khác chút. Ha, cái bệnh tăng sản nhỏ từng hạt bẩm sinh đó, mục đích là mấy em để làm gì? Là giảm ACTH, ức chế ACTH. Vậy thì để ức chế ACTH thì mình sẽ sử dụng cái thuốc mà nó có tác dụng ức chế ACTH bệnh, đó là gì? Là dexamethasone. Ha, dexamethasone. Và mình sử dụng cái thời điểm nào để cho nó ức chế mạnh? Uống vào ban đêm. Em đã biết cái cơ chế rồi đó. Ha, ở trong học phần dược lý thì tại sao có giải thích tại sao mà mình uống vào buổi buổi sáng theo cái dược sinh lý thì nó ức cái ức chế của hạ đầu dĩ nhiên đó. Còn này mình muốn nó ức chế để làm giảm ACTH thì mình sẽ sử dụng vào ban đêm trước khi đi ngủ. Hay nó khác với suy bỏ từng phần tướng sáng là mình uống theo cái dược sinh lý sáng uống nhiều nhiều cũng hết. Còn cái này á là mình sử dụng vào buổi tối cái khi ngủ để nó ức chế mà cái cục hạ đầu dĩ nhiên nó làm giảm ACTH hiệu quả hơn đó. Ha, và mấy em nhớ là cái đề sai bên trong này thì sao nó không có tác dụng dưỡng nước và nước ha, cho nên có thể nó có biểu hiện cái rối loạn điện giải ha. Nếu mà người nào đó mà khi mà sử dụng cái này nó có biểu hiện rối loạn điện giải thì mình có thể bổ sung thêm một cái liều nhỏ hydro cortisone để nó có thêm cái tác dụng cho điện giải. Tại vì cái đề sa metadone này á thì nó không có tác dụng gì đủ nước ha, cho nên có một số trường hợp mình phải bổ sung thêm một cái liều nhỏ như vô hoặc vô. Đây là ở người lớn, còn ở người ở trẻ em thì thường người ta sẽ sử dụng hydro hoặc vô hay dược sinh lý luôn. Suy bỏ trường hợp cấp, suy bỏ trường hợp cấp đó thì thường là người ta ở trường hợp nào? Suy bỏ trường hợp cấp thường là gặp thường là mở suy bỏ trường hợp mạng nguyên phát và cứng phát. Cái suy bỏ trường hợp mạng á, mình đưa cái nhóm nhu cầu hoặc tiêu biết ở liều sinh lý. Nếu mà trường hợp mà cơ thể mà mình không có tăng liều lên thì nó sẽ dẫn tới là suy bỏ trường hợp cấp hoặc là mình sử dụng cái liều sinh lý rồi mình vô uống thuốc, mình ngưng mình nhưng mà chỉ lý do là mình ngưng uống thuốc 2-3 ngày thì lúc đó nó sẽ biểu hiện cái tình trạng suy mỏi tinh thần cấp ha, cái tác dụng cái biểu hiện cấp tính của cái suy mỏi tinh thần này ha, cái biểu hiện cấp của cái suy mỏi tinh thần này và suy mỏi tinh thần cứng phát cũng vậy ha, suy mỏi tinh thần cứng phát cũng vậy. Nhớ là mình khi bị stress mình phải tăng liều lên. Và cái suy bỏ tinh thần cứng phát này á, em lưu ý là dễ xảy ra ở những cái trường hợp mà mình sử dụng corticoid ngoại sinh á, những cái bệnh lý là do thiếu ACTH của tuyến thượng thận hay là thiếu CRH của vùng hạ đầu đó, những bệnh lý thì ít thôi, không nhiều, nhưng mà có rất là nhiều bệnh mình sử dụng corticoid để điều trị. Thì cái tình trạng suy bỏ thượng thận cứng phát mà do sử dụng corticoid á, suy bỏ thượng thận cấp mà trên suy bỏ thượng thận cứng phát á, do sử dụng corticoid thì nó xảy ra nhiều hơn. Ha, tại vì trong điều trị mình hay sử dụng corticoid á, thì em lưu ý vậy ha. Thì cái suy bỏ thượng thận cấp do sử dụng corticoid á thì nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi nào? Các em thì khi nào? Nó xảy ra khi nào? Thứ nhất là mình sử dụng corticoid trên liều sinh lý, nó phải cao hơn liều sinh lý nên có tác dụng ức chế hoạt động gen. Ha, sử dụng cao hơn liều sinh lý và gì nữa? Và thời gian dài. Nếu mà mình sử dụng thời gian ngắn thì nó bị ức chế xong thì lưng vậy nó cái quả thận nó cũng hoạt động trở lại không? Ha, cho nên khi mà mình cái suy bỏ thượng thận cấp là do sử dụng corticoid, là nếu mà là mình sử dụng corticoid ở liều trên sinh lý và thời gian kéo dài rồi mình vì lý do là đó cũng như mình ổn định mình ngưng đột ngột cái bỏ thượng thận nó chưa có phục hồi trở lại thì nó sẽ biểu hiện
tình trạng suy một thì thần cấp, hoặc là mình sử dụng kéo dài cái trà mình đang giảm liều thì bệnh nhân bị stress. À, ví dụ như cái vỏ tĩnh mạch nó ngưng, nó không có hoạt động rồi đó, nhưng mà còn liều thuốc từ bên ngoài mình đưa vô, và cái liều thuốc đó, nó chỉ đủ cho cái nhu cầu bình thường của cơ thể thôi. Và khi mình bị stress thì cái nhu cầu cơ thể đối với hormone nó tăng lên, và khi đó nó không tăng lên được thì nó cũng biểu hiện cái tình trạng suy vỏ tĩnh mạch nguy cấp. Ha, cái suy vỏ tĩnh mạch cấp do sử dụng corticoid á, là thứ nhất là mình sử dụng cái liều trên liều sinh lý và thời gian kéo dài, sau đó mình ngưng đột ngột, hoặc là mình không ngưng đột ngột, mình đang trên đà giảm liều và bệnh nhân bị stress này, bị stress nặng mà mình có tăng liều lên để chống stress thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện suy vỏ tĩnh mạch cấp. Thì cái triệu chứng của suy vỏ tĩnh mạch cấp á, bệnh nhân thường có rối loạn tiêu hóa, đau bụng, ói mửa hoặc là tiêu chảy. Bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng như là mệt mỏi, suy nhược cơ thể, hoặc là nếu nặng thì nó có thể sốt cao hoặc là hôn mê. Rồi biểu hiện ở trên tim mạch là bị hại huyết áp hoặc bị mạch, rối loạn điện giải. Rối loạn điện giải là mất nước và nó ảnh hưởng tới natri với lại kali ở trong máu, thì nó sẽ bị điện giải này. Các em chú ý là đối với kali này theo mấy em á, thì nếu mà thiếu cái hormone này á thì kali thường nó tăng hay là nó giảm. Thiếu cái nhóm hormone này á thì nhóm kali nó tăng hay giảm, nó tăng phải không? Tại vì bình thường thì cái nhóm hormone này nó sẽ là giữ kali và nó thải kali theo nước tiểu, cho nên biết thì nó ngược lại, nó sẽ làm tăng kali máu, phải không? Nó sẽ làm tăng kali máu. Thì ở trong cái bệnh suy vỏ tĩnh mạch thứ phát, suy vỏ tĩnh mạch thứ phát nó phát thì nó chỉ giảm, nó giảm cái nó thiếu acetic thôi, nó không có ảnh hưởng tới cái nhóm mineralo hoặc tiên quý, cho nên cái biểu hiện rối loạn điện giải của nó sẽ ít. Và đặc biệt là ở trong trường hợp mà suy vỏ tĩnh mạch cấp mà do sử dụng corticoid thì thường kali máu này nó không có tăng ha, mà thậm chí nó còn giảm nữa. Thì tại sao? Tại vì là do mình sử dụng corticoid thời gian dài đó, nó mất kali theo nước tiểu ha, và khi mà bị suy vỏ tĩnh mạch cấp do nó không ảnh hưởng tới cái nhóm mineralo corticoid, cho nên lúc này là kali máu nó chưa có phục hồi trở lại thì nó vẫn còn biểu hiện giảm do mình sử dụng corticoid kéo dài ha. Cho nên còn đối với cái suy vỏ tĩnh mạch cấp mà do bệnh Addison á thì là nó có thiếu cái nhóm mineralo corticoid, cho nên thường thì mình sẽ thấy kali máu nè nó sẽ tăng, ảnh hưởng tới cái chuyện dễ thì nhiều lắm, cho nên kali máu sẽ tăng. Cho nên em lưu ý nè, đối với suy vỏ tĩnh mạch mạng thứ phát là do sử dụng corticoid thì thường kali máu sẽ không tăng, hay nó có thể bình thường hoặc là nó còn có thể giảm nữa, và nó có cái triệu chứng hạ đường huyết. Nó có cái triệu chứng hạ đường huyết thì các em biết đó, những cái triệu chứng này gọi là những triệu chứng không đặc hiệu, nó không phải chỉ có ở trên cái suy vỏ tĩnh mạch mắt không, mà có rất là nhiều bệnh, nó có những cái triệu chứng giống vậy nè, nó có những triệu chứng giống vậy nè. Tôi ví dụ, ví dụ như là bị nhiễm trùng ở đường tiêu hóa, mình ói mửa, đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, rồi có bị mất nước không? Có, mất nước, bị mạch, có giảm natri không? Có. Rồi kali có bị giảm không? Có. Phải không? Rồi mình ăn uống không được có bị hạ đường huyết không? Có. Và đây cho nên là nếu mà nặng thì nó, nếu mà có nhiễm trùng thì cũng có thể sốt. Cái nặng nó cũng nặng thì nó có thể
ok à, đó khi những cái triệu chứng này á gọi là những triệu chứng không đặc hiệu ha. Nhưng mà nếu mà ở những cái bệnh nhân mà có sử dụng corticoid, có sử dụng corticoid mà bệnh nhân có những cái triệu chứng như vậy nè, mình nên gợi ý là có khả năng bệnh nhân bị suy lõi được khẩn cấp. Mình nghĩ vậy để gì? Để mình có cái hướng giải quyết kịp thời. Đây là cái cấp cứu nội khoa. Nếu mà là cái suy lõi được khẩn cấp này á, nếu mà mình phải bù được cái nhóm phi vô một con nó thì cái tình trạng nó ổn định. Còn nếu mà mình chẩn đoán không ra, thì không có nghĩ tới, mình cứ nghĩ là bị nhiễm trùng đường tiêu hóa gì đó, mình cho kháng sinh, mình bù điện giải, mình cho nước truyền nước, thậm chí sử dụng thuốc vận mạch thì huyết áp cũng lên. À, cho nên nên nhớ là bệnh nhân có tiền sử dụng corticoid dài ngày, nếu bệnh nhân có những cái triệu chứng này thì mình gợi ý là có khả năng bệnh nhân bị suy lõi đường thận cấp, mình phải làm những cái xét nghiệm để đánh giá được hạ đường huyết áp, lượng huyết áp trong cơ thể trong máu đó, để mình giải quyết kịp thời. Cái nguyên tắc về bị suy lõi đường thận cấp thì ở đây á, cô không có nói cho cụ thể cái phác đồ điều trị suy lõi đường thận cấp, tại vì nó không có một cái phác đồ cụ thể. Tùy cái tình trạng bệnh nhân mà mình phải sử dụng cái liều cái nhóm quy mô bọc tiên huyết, cái liều như thế nào và truyền nước như thế nào, là cái lượng nước chất điện giải như thế nào, là tùy cái tình trạng bệnh nhân trên lâm sàng mình đánh giá mà mình sử dụng. Cho nên ở đây á, em cô chỉ muốn là em nắm được cái nguyên tắc chính thôi. Thứ nhất là mình sẽ cho cái nhóm nguyên vô hoặc tiên quý, và cái này là nó khác với suy quả bình thường mạng nè. Cái suy quả bình thường mạng thì em muốn chọn cái nhóm nguyên vô hoặc tiên quý nào cũng được, hay chọn cái loại hoặc tiên nhóm nguyên vô hoặc tiên quý cái loại nào cũng được. Nhưng mà cái đối với suy quả bình thường cấp thì phải điều trị bằng thuốc đô hoặc tiên do và sử dụng đường tiêm. Mình phải sử dụng được đường tiêm thường thì người ta sẽ cho một cái liều nặng vô, sau đó người ta sẽ truyền cái liều đứng trên khoảng 6 giờ hoặc 8 giờ là truyền bao nhiêu miligam vô một kg đó. À, cho nên nguyên tắc của điều trị suy bỏ thường hợp cấp là mình sử dụng hydro một kg, sử dụng đường tiêm truyền. Và cái thứ hai nữa là truyền dịch cho bệnh nhân, xem truyền dịch gì, truyền dung dịch bạn hay ngọt đảng trương ha, bạn hay đảng trương colonatin 90.000 hoặc glucose 5% thì cô chúng ta sẽ truyền với cái tỷ lệ 1:1 và tùy theo tình trạng mức huyết trên lâm sàng mà người ta sẽ truyền cái lượng huyết trong nhiêu. Và cái nữa là giải quyết nguyên nhân thúc đẩy suy lõi đường thận cấp, cô thí dụ ha, ví dụ như mình là sử dụng một tiêu huyết dài ngày rồi mình đang trên đà ngưng thì bệnh nhân bị viêm ruột thừa ha, bị viêm ruột thừa thì cái tình trạng viêm ruột thừa này á, nó là cái stress thúc đẩy bệnh nhân vô cái suy giảm tiền mạch cấp, thì mình phải điều trị cái viêm ruột thừa. Hoặc là bị chấn thương mỹ xương đùi thì mình phải điều trị cái chấn thương mỹ xương đùi ha, nó điều trị nguyên nhân thúc đẩy suy giảm tiền mạch cấp. Đây là cái trường hợp cấp cứu, cho nên mình có thể lựa chọn thuốc và điều trị ngay, sử dụng thuốc ngay mà mình không chưa cần xét nghiệm gì cho xác định chẩn đoán hết. Và nếu mà điều trị mình sử dụng thuốc để điều trị ngay đó, thì người ta sẽ chọn cái đề sa metadon 4mg tiêm tĩnh mạch. Vậy sao người ta không điều trị thẳng luôn hydro và tizon mà mình chọn cái hydro, cái đề sa metadon không phải cho nó mạnh, là khi mấy em điều trị thử hoặc là mấy em cấp cứu mấy em điều trị vậy mấy em nghĩ gì mấy em điều trị mà cái đề sao metadone này, nhưng mà mình muốn chẩn đoán thì mình cũng phải làm cortisone nữa, xét nghiệm cortisone nữa. Nếu mà mấy em sử dụng tizon cortisone hoặc methylprednisolone thì làm cái xét nghiệm cortisone nó sẽ bị sai. Còn mấy em sử dụng đề sao metadone này nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái kết quả xét nghiệm cortisone. Cho nên trong trường hợp khẩn cấp này mình chưa có chẩn đoán thì mình có thể điều trị thẳng cho hydro cho lên sang metadone.
chỉ định sử dụng cọc tên quý liều dụng lý, liều dụng lý là liều trên liều sinh lý, ha, là trên trên liều sinh lý là liều dụng lý, liều dụng lý người ta sử dụng để dùng để mục đích gì, để kháng viêm chống dị ứng, ức chế miễn dịch, ha. Thì ở cái liều dụng lý này á thì nó sẽ có rất là nhiều liều khác nhau, nhưng mà những cái liều mà người ta hay xài đó, nếu mà trong trường hợp kháng viêm thông thường, ha, kháng viêm thông thường ta sử dụng một tiên huyết cái liều trung bình á, thì đối với cái liều tương đương đối với Pepsidolone ha, nếu mà cái liều trung bình á thì là 0.5 mg liều trung bình. Ví dụ như em sử dụng để điều trị viêm họng ha, thì cũng sẽ sử dụng cái liều này ha, cho nên cái liều trung bình trong cái khác như thông thường á, hoặc là chống dị ứng đó, có thể sử dụng cái liều này. Còn cái liều cao, liều ức chế miễn dịch, tức là ức chế tạo kháng thể á, ha, những cái bệnh lý miễn dịch, ví dụ như là bệnh hội chứng thận hư, bệnh viêm huyết đỏ đó, hoặc là viêm đa cấp giảm thấp, ha, những cái bệnh đó để dùng cái liều gọi là liều ức chế miễn dịch để làm giảm kháng thể, thì cái liều là thường cái liều thông thường ta hay sử dụng là 1-2 mg nhưng mà gọi là liều, có thể là liều cao ha, đây là gọi là liều cao, và cái liều cao này á là thường á là cái nó có phải từ 1 mg/kg như này, thì đây là liều cao, và trong những điều kiện mà dùng để điều trị bệnh mà có chế dịch cường, cái liều này hay sử dụng cái liều này. Và có những trường hợp sử dụng cái liều rất là cao luôn, ha, ví dụ như trong trường hợp sốc nhiễm trùng đó, em thấy là sử dụng cái Pepsidolone đó, ta sử dụng tới 30 mg/kg trên ngày, 1 mg/kg trên ngày đã là liều cao rồi, là 30 mg/kg trên ngày gấp 30 lần cái liều, cái liều rất là cao luôn, thì cái liều cao là từ 1 mg/kg trên ngày một ngày, và trong những cái bệnh lý miễn dịch á, thường ta sẽ hay sử dụng cái liều này, ha, và cái dưới đây là chỉ định sử dụng corticoid liều liều sinh lý mà ngắn ngày là dưới 2 tuần, gọi là ngắn ngày, đặc biệt á cái sử dụng cái liều kênh liều sinh lý mà ngắn ngày thì nó có ảnh hưởng tới cái trục hạ đầu tuyến yên không? Không có ảnh hưởng tới cái trục hạ đầu tuyến yên, ha. Ngắn ngày thì em nhớ là nó không có ảnh hưởng tới cái trục hạ đầu tuyến yên, thì đây thì thường là những bệnh lý này ta sử dụng cái liều kênh liều sinh lý và ngắn ngày, như ví dụ trong trường hợp sốc nhiễm trùng ta sử dụng cái liều rất là cao, hoặc là hen phế quản, cái đợt cấp của COPD, sử dụng chỗ nào có áp dụng chỗ đang nào đó nha.
thân nè, là mình sử dụng mặt đường uống nè, hoặc là đường tiêm chích, tiêm tóc hoặc tiêm tĩnh mạch á, thì là sử dụng đường toàn thân. Còn sử dụng đường tại chỗ là mình sử dụng chỗ nào nó sẽ có tác dụng chỗ đó ha. Thì còn tinh huyết và cái thuốc mà mấy em bé đã hay sử dụng trong những bệnh da liễu á, bệnh da liễu thường là những bệnh nó cơ chế dị ứng do những cái nhiễm dị tích ha. Cho nên những cái trong bệnh da liễu, nếu mà những cái dạng thuốc bôi ngoài da đó, những cái dạng thuốc mà bôi ngoài da đó, thì là cái sử dụng cái đường mà đường tại chỗ ha. Thì đây là một số cái bệnh da liễu đen huyết, cái xe ma bể nến ha. Còn viêm khớp, viêm khớp cái đường nào gọi là đường đường tại chỗ, tiêm thẳng vô đường khớp ha. Còn bệnh cúm là từ toàn thân ha. Còn bệnh tim colon cóp để nó có tác dụng của tinh cóp nhiều ha. Thì đây là trường hợp là viêm cóp. Còn trong hen suyễn hoặc là COPD, hen suyễn hoặc là COPD á, nếu mà mình sử dụng đường uống hoặc là đường tim á, tim cóp hoặc tim tĩnh mạch á, thì là đường toàn thân. Còn mình sử dụng cái đường phun qua đường hô hấp á, là đường tại chỗ. Còn viêm dây thần kinh thị giác, viêm kết mạc mắt, viêm kết mạc mắt thì dễ rồi ha, sử dụng đường tại chỗ là nhiều, nhỏ mắt. Còn viêm thần kinh thị giác thì thường là cái đường nào, tim hậu nhãn cầu, tim hậu nhãn cầu đó là từ đường tim tại chỗ ha. Cái loại bọt tê huyết mà sử dụng ngoài da đó, thì mấy em chú ý nè, sử dụng tại vì khi mà sử dụng bọt tê huyết mà bôi ngoài da đó, nó sẽ nếu mình sử dụng không có đúng cách đó, nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng phụ ở trên da. Cho nên khi mà sử dụng bọt tê huyết bôi ngoài da đó, thì mình sẽ dựa cân nhắc để lựa chọn, nó dựa vào những yếu tố là bệnh gì, ở giai đoạn bệnh, cái vị trí tổn thương, dựa vô lứa tuổi để lựa chọn cái bọt tê huyết nó phù hợp về độ mạnh, về dạng bào chế. Cái độ mạnh của bọt tê huyết bôi ngoài da đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới là chia là 7 độ mạnh. Ha, các em nữ mai có mặt em, ai mà có đi làm về bệnh da liễu đó, em sẽ tham khảo đó ha, được chia là 7 độ mạnh. Dạng bào chế ha, thì có dạng mỡ này, cái dạng mỡ này mình còn gọi là dạng khô mát ha. Cái dạng tem, cái dạng tem này nó khác dạng mỡ, thì cái dạng tem này cái nước nó nhiều hơn, nước nó nhiều hơn, cái tỷ lệ nước nó nhiều hơn là cái dạng mỡ. Rồi cái dạng gel thì cái nước nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn cái dạng tem nữa. Còn dạng lotion là dạng dung dịch á, nó không có mỡ trong đó ha. Rồi cái dạng là dạng bột, dạng bột, ví dụ nha, ví dụ như cái mình, ví dụ như mình chàm ha, ví dụ như mình chàm chàm á, thì có giai đoạn tắt, giai đoạn mạng, phải không? Cái giai đoạn chàm mạng đó thì nó sẽ không có đây gì còn nói thử nha, nó sẽ khác với giai đoạn tắt như thế nào. Cái giai đoạn tắc là cái phản ứng viêm nó lưng bùng lên, cho nên nó có tiết dịch thủy viêm, nó có tiết dịch thủy viêm. Còn giai đoạn mạn thì thường là cái da nó bị viêm gây hóa, nó dày lên, nó khô, nó sừng hóa lên. Thì nếu mà ở giai đoạn tắc á, cái phản ứng viêm nó lưng bùng lên, có tiết dịch thủy viêm nhiều đó, mà mấy em bôi thuốc mà ở dạng mỡ này, dạng khô mát nè, nó sẽ làm là thứ nhất là nó tiết dịch thủy nó sẽ làm trôi thuốc. Cái thứ hai nữa là cái chất mỡ này nó sẽ làm cho nó tích tắc, nó không tiết ra được cái dịch thủy viêm, nó làm cho cái phản ứng viêm nó buồn hơn. Cho nên ở giai đoạn chàm tóc đó, thì thường ta sẽ chọn cái thuốc mà nó có khuynh hướng là cái mỡ đó, dạng cream hoặc là dạng gel, thậm chí người ta sử dụng cái dạng lotion. Rồi ví dụ như là có những trường hợp mà nó tiết dịch thủy viêm thì các em mới sử dụng dạng bột được. Còn mấy em gắp vào cho mấy thấm dùng được. Chứ còn nếu mà mấy em nhớ các bụi con em, nó cái da nó dày lên, nó bị sừng hóa, nó khô, mình rách bột lên, nó đâu có dính ha. Rồi còn cái dạng mà dạng chàm mạng, chàm mạng làm sao?
chạm mạng đó thì nhìn nó cái da nó bị, nó bị khô, nó bị sụn hết, thì mấy em phải bôi chứ chắc nó không mở nhiều lắm mới thấm sâu xuống vô được. Còn mấy em bôi cái dạng lotion rồi mà dạng không thấm được, nhưng mà dạng gel thì nó cũng rất hiệu quả. À, nếu mà chạm mạng đó cái da nó bị liên vô máu dày lên thì mình phải bôi cái thuốc mà mình mở mấy em một bát nó mới thấm sâu xuống được. À, rồi tùy theo cái vị trí tổn thương, tùy theo cái vị trí tổn thương. Em nữ là cái cô mắt mà mấy em bôi là những cái vùng mà có lông tóc nó bị dính bớt dính chèn nhạt khó chịu lắm ha. Hoặc là những cái vết da, những cái vết da mà nó tiết mồ hôi nhiều lắm thì nó sẽ gây khó chịu ha. Những cái ở nách, ở bẹn đó, những cái nách nếp da mà tiết mồ hôi nhiều, nếu mà bôi những cái bỡ thì nó sẽ khó chịu. Thì khi đó mình sẽ có cái hướng sử dụng cái thứ mà cái chất mà nó thấp hơn và dạng cái độ mạnh của corticoid nè, nó có cái độ mạnh, có những cái loại mà ta xét là cái độ mạnh, cái độ mạnh mà độ 1, độ 2 đó, cái độ mạnh độ mạnh một độ hai á, thì giờ mình là mình sử dụng mình tô lên da thì ta sẽ có một cái giai đoạn thấp đó thì mình sẽ sử dụng cái đó. Rồi mình thứ hai nữa là gì, cái thời gian bôi nó sẽ tùy theo quy định, cái thời gian bôi nó là bao lâu rồi mình sẽ chuyển sang cái dạng nhẹ hơn, chứ không phải là mình cứ sử dụng và mạnh lại suốt cái quá trình điều trị bệnh ha. Rồi nó còn phụ thuộc vô cái vị trí nữa, cái những cái vùng da mà nó dày á, đạp tay đạp chân này, ở giai đoạn cấp đó thì thường ta sẽ ưu tiên lựa chọn những cái thuốc mà nó có cái độ mạnh cao. Còn những cái vùng da mỏng nhất là ở trẻ em thì ta tránh sử dụng mấy cái thuốc mà có cái độ mạnh nó cao đó ha. Tất cả những cái này đó khi mình nói sâu nó rất là nhiều, nhưng mà những cái chính rất là lưu ý vậy đó. Mốt em mà có liên quan da liễu thì nhớ là cái chính này khi mà đó thì người ta bên da liễu người ta có những cái quy định không liên tập đó thì sẽ nó sâu hơn nha. Và khi mà sử dụng cọc tiêu quý ôn trên da thì em nhớ nè, bôi trên da nó có tác dụng tại chỗ, nó có tác dụng toàn thân không? Có ha, da mình đó cái là hấp thu nước qua da nó rất là lớn, nhất là những cái vùng da mỏng ha, nhất là những cái vùng da mỏng. Cho nên khi mà bôi hoặc tây quýt thì chú ý cái độ mạnh hoặc tây quýt mà bôi kéo dài nè, bôi trên cái diện rộng thời gian kéo dài thì nó dẫn ảnh hưởng tới cái vùng da đầu cái gì. Sử dụng còn tây quế cho những trường hợp khác ha, cho những trường hợp khác ví dụ như sử dụng còn tây quế cho phụ nữ mang thai ha. Phụ nữ mang thai thì khi mà sử dụng còn tây quế cho phụ nữ mang thai thì luôn luôn các em phải xác định là khi mình sử dụng còn tây quế này để điều trị bệnh cho mẹ hay là cho con, điều trị bệnh cho mẹ hay là cho con. Nếu mà dùng để điều trị bệnh cho mẹ đó thì mình sẽ chọn cái thuốc nào mà nó bắt qua nhau thai hoặc là nó không qua nhau thai để nó không có ảnh hưởng tới con ha. Chứ nếu mà trên người mẹ đó điều trị bệnh cho mẹ, ví dụ như cái người mang thai đi mà mình sử dụng cái mà bị hen cái quản là điều trị bệnh cho mẹ, mà mấy em sử dụng cái thuốc mà nó qua nhau thai thì nó sẽ ảnh hưởng tới con như thế nào, thì nó cũng ức chế cuộc hạ đầu cái tim của đứa con, nó cũng có thể sinh ra, nó có thể bị suy giảm được học cấp nữa ha. Cho nên sử dụng học sinh quý ở trên người đang thai mình luôn luôn xác định là điều trị bệnh cho mẹ hay là cho con ha, để mình lựa chọn cái học sinh quý cho nó phù hợp. Nếu mà điều trị bệnh cho mẹ thì phải chọn những cái học sinh quý nào ít qua nhau thai hoặc không qua nhau thai để không ảnh hưởng đến con. Thì những cái cọc tây quế nào thì nó qua nhau thai tốt ha, trên thị trường thì nó có rất nhiều loại cọc tây quế, có rất là nhiều loại cọc tây quế. Hiện đây các cô chỉ nói những cái dạng chính thôi. Những cái cọc tây quế mà nào mà có cái nguyên tố clo trong công thức cấu tạo thì nó qua nhau thai rất là tốt ha. Những cái cọc tây quế nào có nguyên tố clo trong công thức cấu tạo thì nó qua nhau thai rất là tốt. Cho nên
lên